Lấy cặp cầm custom có đề đời cao cho anh em nha, đời không có tắt đèn từ 94-95 trở đi các bạn, rất là đẹp luôn. Anh em nhìn giống như là mới trong bịch luôn nha, mới chát luôn. Nhìn quá đã này các bạn, quá đây. Cái này mình chưa có thoa dầu đánh bóng á nha, mình thoa dầu đánh bóng lên là nó mới là nó bóng lưỡng luôn á. Này điểm nguyên, thoa dầu lên là mấy cái con tắc này là nó bóng lưỡng luôn các bạn, quá là đẹp nha, xuất sắc luôn. Đó, anh em nào trưng xe cộp lên cặp này nha, xe cộp xe trưng bày rồi lên cặp này phải bá cháy của chét luôn, quá đẹp. Đó, còn hàng bình thường thì mình có nhiều các bạn, còn hàng đẹp giống như mới xe bạch vậy là con cái à. Đúng là cái con này mình tháo ra cái đùi gì nó cũng đẹp đó các bạn. Đó, rất là đẹp nha. Rồi, anh em nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình. Phương thức mua hàng thì những anh em nào ở khu vực Sài Gòn chúng ta qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau. Cặp ship code nha anh em. Cảm ơn tất cả các bạn. Anh em nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tụi mình sẽ cấp nha.